Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 7, là tuần giao dịch cuối cùng của tháng 7 và là ngày giao dịch đầu tiên của tuần này anh chị ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục điểm tin thị trường, đem đến cho anh chị những cái góc nhìn tốt nhất. Anh chị đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một share. Và sau khi kết thúc video thì mọi người nhớ comment, tương tác, bình luận, thả tim hay là để lại cảm nghĩ của anh chị về nội dung của video ngày hôm nay ha. Và đừng quên liên lạc với Tùng theo số điện thoại ngay trên góc màn hình anh chị. Đâu, đây rồi, số điện thoại ở ngay trên góc màn hình. Và mọi người hãy liên lạc với Tùng để sở hữu những cái cơ hội lớn trong giai đoạn sắp tới anh chị nhé. Nhớ là cơ hội lớn nhé, chứ còn đánh T cộng vài phần trăm thì khi nào mà không có cơ hội lớn thì chúng ta mới tham gia T cộng thôi anh chị. Khi có cơ hội lớn chúng ta cần phải tập trung để tham gia những cơ hội lớn. Và ngày hôm nay thị trường chúng ta đã có một cái sự xuất hiện có thể đánh dấu là một siêu phẩm sắp tới, đó chính là Novaland. Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn ha. Chúng ta sẽ điểm qua thị trường một chút xíu anh chị. Thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là tiếp tục tăng ha, tăng 4,8 điểm và đóng cửa 1190.72. Thì nó đang tiệm cận cái vùng kháng cự 1205 rồi ha. Chỉ còn 15 điểm nữa thôi là đến cái vùng kháng cự rồi. Thanh khoản thị trường ngày hôm nay thì quay trở lại một cái mức thanh khoản tương đối. Ở sàn HOSE là 18.685 tỷ và thanh khoản ba sàn là 23.190 tỷ. Sắp xỉ 1 tỷ đô ha. Số lượng mã tăng hôm nay là 301, số lượng mã giảm là 154 mã. Đối với VN30 hôm nay cũng tiếp tục tăng và kéo thị trường tăng. VN30 hôm nay vẫn nhiều điểm hơn so với VN Index. Tăng 6,5 điểm và đóng cửa 1.193,14 điểm, 16 mã tăng, 12 mã giảm. Chỉ số sàn Hà Nội hôm nay cũng tăng và Upcom cũng tăng. Đối với khối ngoại thì ngày hôm nay khối ngoại họ bán ròng 335 tỷ tập trung bán các cổ phiếu như là MSB, SSI, Nam Long, Vietcombank, POW. Ở chiều mua là Vinhome, Vinamilk, VIB, Khang Điền. Các cổ phiếu mà đóng góp chiều giảm của thị trường ngày hôm nay là Vietcombank, GAP, Hòa Phát, Dược Hậu Giang, Vietjet, BCM. Ở chiều tăng chúng ta có VPBank, Thế Giới Di Động, Novaland. Đấy, có một sự quay trở lại rất quan trọng của Novaland ha. Ngoài ra là Masan, SHB, Sabeco v.v. Về ngành thì hôm nay chúng ta thấy thị trường tăng và số lượng mã cổ phiếu tăng, cho nên gần như là cả thị trường, rất nhiều nhóm ngành nó đã đóng góp theo điểm tăng cho thị trường. Ví dụ như nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, chứng khoán, xây dựng, bia, vận tải, hóa chất, điện tử, quỹ đầu tư, thực phẩm vân vân. Những cái nhóm ngành giảm điểm ngày hôm nay thì là nhóm nước và khí đốt ha. Mặc dù các cổ phiếu thì tăng tốt, tuy nhiên cổ phiếu GAP là một cổ phiếu của nhóm dầu khí, cổ phiếu trụ giảm điểm và kéo cho cái nhóm này nó giảm điểm. Tiếp theo là nhóm kim loại ha. Rồi nhóm dược phẩm, nhóm du lịch. Những cái cổ phiếu mà biến động nhiều nhất trong ngày hôm nay thì đỉnh cao ngày hôm nay không ai khác chính là Novaland. Cái cổ phiếu này ngày hôm nay có một cái khối lượng giao dịch lên đến gần 96 triệu cổ phiếu và tăng trần quá khủng khiếp anh chị. Chỉ hơi tiếc một điều là nó chưa vượt ngưỡng 100 triệu cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là hôm nay chúng ta có thể gọi Novaland là một phiên rất ao, khối lượng tăng và giá tăng, thậm chí tăng trần. Chúng ta có thể coi đó là một phiên rất ao, rất là đẹp của Novaland ha. Cực kỳ đẹp anh chị. Và cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà trong tuần trước mình liên tục nhắc với anh chị. Đặc biệt là kể cả thời điểm đầu tuần trước, có những thời điểm cổ phiếu này nó gãy dưới giá 15, anh chị hỏi có bán không thì mình nói ôm tiếp, lì tiếp với anh Nhơn, đúng không? Mình liên tục nói là hãy lì với anh Nhơn lần này. Kể cả những cái thông tin xấu như là Novaland cùng với Phát Đạt bị loại khỏi rổ VN30, rồi những cái thông tin xấu cuối tuần vừa rồi như là cái việc là các cổ đông lớn liên quan đến Nova, liên quan đến An Nhơn thì liên tục là bị bán. Đó, liên tục bị bán ra. Nhưng tin xấu trong những cái giai đoạn cổ phiếu tích lũy và ở gần vùng đáy thì nó không có vấn đề gì anh chị. Và mình vẫn nói anh chị hãy mua, và thậm chí phiên thứ 6 chúng ta đã mua rồi đúng không? Hãy mua ở tích lũy, và phiên thứ 6 chúng ta đã mua khi vượt trở lại giá 15. Và ngày hôm nay là điểm mua cuối cùng ha. Tiếp theo Novaland thì chúng ta thấy các cổ phiếu bất động sản như DG thì trong phiên sáng cũng có thời điểm tăng hơn 3%, nhưng cuối phiên chỉ tăng 0,8% thôi. Đấy. Hoặc là đất xanh thì cuối phiên còn tăng 2,7%. Nhóm chứng khoán ngày hôm nay có VND thì tăng 1,3%, SHS tăng 3,4%.
Nhóm ngân hàng thì có VPBank tăng 2,1%, SHB tiếp tục tăng 3,3%, MSB tăng 2,6%. Một số cổ phiếu khác như là BCG hôm nay tăng 3,6%, GEX tăng 3%. Các cổ phiếu mà đối với đối với thế giới ha. Thế giới thì lúc này châu Á chúng ta đang thấy là Nhật Bản và Hàn Quốc thì đang tăng xăng, nhưng mà Trung Quốc thì đang giảm. Đối với thị trường châu Âu thì cũng tăng giảm đan xen, tuy nhiên mức biến động không lớn. Đối với Dow Jones thì hôm trước phiên cuối tuần Dow Jones thì chỉ tăng nhẹ có 2 điểm thôi. Hiện tại thì Dow Jones Future cũng đang tăng khoảng gần 60 điểm. Đối với giá dầu thì đang tăng trở lại cái vùng 77 đô anh chị, và nếu mà cái việc giữ giá dầu ở vùng cao này thì chắc chắn là sẽ tốt cho các cổ phiếu nhóm dầu khí. Cho nên anh chị đừng có quên cái nhóm này ha. Ok, chúng ta sẽ đi trở lại vào cái phần đồ thị kỹ thuật một chút xíu ha. Đâu rồi? Đối với Dow Jones thì chúng ta thấy lúc này đang có một cái sự mất cân bằng, tại vì Dow Jones nó cũng đã tăng tương đối nhiều. Tuy nhiên với bối cảnh Dow Jones thì có thể là đang tạm thời có khách sạn, thì cái việc mà Dow Jones có điều chỉnh cũng là bình thường chị đó. Và đặc biệt là cuối tuần này đâu đó tầm ngày 27 sẽ là một cái ngày họp của Fed. Cái ngày họp này á, nó sẽ quyết định cái việc có nâng lãi suất nữa hay không. Thì cái vấn đề lãi suất chúng ta cũng nói nhiều rồi, thì bản tin này thì mình muốn chia sẻ với anh chị một cái ý thôi, tức là Dow Jones nó sẽ có hai cắt, sớm muộn gì nó cũng chỉnh thôi. Thì ngày 27 tháng 7 này Dow Jones sẽ có cuộc họp, thì lúc này Dow Jones nó đang ở một cái mức mất cân bằng trong ngắn hạn, và ngoài ra thì đang có một cái chỉ số hưng phấn tâm lý đang tương đối cao. Cho nên nếu mà cái trường hợp mà Dow Jones nó điều chỉnh trước cái ngày họp 27 tháng 7 cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu mà nó xảy ra cú điều chỉnh trước á, thì sau cái ngày 27 tháng 7 có thể là Dow Jones nó sẽ quay trở lại cái đà tăng. Thì cái việc mà vừa rồi mới vượt qua những cái vùng đỉnh ngắn hạn ha, thì nếu có điều chỉnh thì nó cũng chỉ chỉnh về đâu đó cái vùng quanh cái đỉnh ngắn hạn thôi, khu vực 34.000 cho đến 34.500 thôi. Sau đó nó sẽ tiếp tục quay trở lại cái đà tăng, thậm chí là sẽ hướng về cái đỉnh cũ lịch sử của nó là khu vực 36.500 cho đến 37.000. Đó thì mình đánh giá là từ giờ cho đến cuối năm Dow Jones nó sẽ quay trở lại cái đỉnh lịch sử của nó. Còn cái trường hợp thứ hai đó là nó sẽ không chỉnh trước cái ngày họp của Fed. Thì nếu mà nó vẫn duy trì ở những cái vùng giá cao này thì mọi người sẽ thấy được là Dow Jones nó sẽ không tăng mạnh nữa. Những phiên trước chúng ta thấy có những cái thời điểm nó tăng 200, 300 điểm đúng không? Thì nếu mà nhịp này nó không chỉnh thì nó sẽ tăng nhẹ hoặc là đi ngang. Sau đó sau cái ngày họp của Fed á, thì nó sẽ giảm. Đấy, một là giảm trước, hai là giảm sau thôi anh chị. Còn sớm muộn gì cũng giảm. Nếu tuần này không giảm thì bước sang tuần sau nó sẽ giảm ha. Đó là cái vấn đề của Dow Jones. Cho nên chúng ta thấy có thể sắp tới nó sẽ có một cái nhịp chỉnh, nhưng mà nhịp chỉnh này không quá lớn. Và nếu mà ảnh hưởng của Dow Jones trong nhịp chỉnh đó mà làm cho vừa đi điều chỉnh theo á, thì đó là cơ hội cho anh chị em mua mua đối với các cổ phiếu Việt Nam ha. Giá dầu thì đang quay trở lại cái vùng 77 đô nữa anh chị, đang chuẩn bị vượt những cái đỉnh ngắn hạn để hướng về những cái vùng kháng cự đỉnh cũ khu vực 80 82 đô ha. Đối với chỉ số VN Index thì trong tuần trước chúng ta có nói đến câu chuyện là chúng ta kỳ vọng một cái cú chỉnh đúng không? Nhưng mà thị trường thì nó đi ngoài cái dự kiến, đó là nó tiếp tục tăng. Thì cái việc thị trường tăng thì nó không có cái vấn đề gì cả anh chị, nó không có thay đổi. Bản chất là thị trường lúc này đang ở một cái vùng rủi ro đó, nó không có thay đổi cái bản chất đó. Và mình vẫn nói là thị trường nó sẽ có thể xảy ra một cái cú điều chỉnh bất cứ lúc nào. Lúc này chúng ta đang thấy là kể từ 3 tháng nay ha, thị trường chúng ta đi lên liên tiếp, đi lên một phiên chỉnh hai phiên, sau đó bắt đầu kể từ thời điểm đầu tháng 6 ha, bắt đầu kể từ thời điểm đầu tháng 6 thì đi lên luôn một 4 phiên 4 tuần. 4 tuần sau đó chỉ có một cái cú chỉnh nhẹ và hiện tại cũng đang đi lên tiếp 3 tuần rồi. Nếu mà tuần này đi lên tiếp nữa thì là sẽ 4 tuần. Đấy, thì chúng ta thấy là một cái thời gian của thị trường nó là đi lên liên tục và gần như chỉnh thì nó mới chỉ xảy ra những cái cú điều chỉnh nhẹ thôi. Lúc này nó đang đi lên và gặp ngay cái ngưỡng kháng cự rất cứng là 1.205. Thì như mọi người biết thì cái giao găm của Ichimoku á,
thì nó sẽ rất cứng ha. Cho nên cái vùng 1205 nó sẽ là một cái vùng rất là cứng anh chị ha, rất là cứng, không dễ dàng vượt qua. Ngoài ra thì khi mà hai cái kiếm, những cái kiếm bên dưới này nó tích lũy chặt thì nó mạnh, nhưng mà sau một khoảng thời gian tăng thì các kiếm nó bắt đầu tách ra xa, tức là trạng thái tăng nó sẽ yếu dần đi. Cho nên với cái việc mà kháng cự rất cứng kèm theo những cái trạng thái tăng yếu dần đi thì mình đánh giá là cái mốc 1205 về mặt ngắn hạn nó sẽ không dễ dàng để vượt qua được. Dĩ nhiên là trong năm nay thì mình vẫn nói với mọi người là mục tiêu 1205 thì nó sắp đạt được rồi, thì cái mục tiêu tiếp theo sẽ là vượt 1200, đi lên, có thể là sẽ đi lên vùng 1280 hoặc là thậm chí là đi lên 1350 vào cuối năm anh chị. Đấy, sau khi vượt 1205 nó sẽ lên 1280, thậm chí là 1350, thậm chí cao hơn chúng ta chưa biết được, đó là việc của giai đoạn cuối năm. Thì mình vẫn đánh giá là cuối năm nó sẽ còn một cái sóng lớn, có thể là sóng ăn Tết ha. Tuy nhiên từ bây giờ cho đến cuối năm thì nó vẫn còn khá là nhiều thời gian, bây giờ nó mới chuẩn bị kết thúc tháng 7 thôi đó, thì chúng ta đã trải qua 3 tháng tăng rồi. Với một cái vùng cản 1205 khá cứng thì mình cho rằng nó sẽ mất thời gian để vượt. Cho nên giai đoạn tới nó sẽ có hai cách, khi mà thị trường trong những phiên tới vẫn có cơ hội là đi lên chạm đến 1205 luôn. Tuy nhiên lên đây có thể là nó vượt qua trong ngắn hạn thôi, sau đó nó sẽ test lại, sẽ chỉnh lại anh chị, và thậm chí tích lũy lại vài tuần, có thể là phải tích lũy quanh khu vực 1200 vài tuần, thậm chí là cả tháng, sau đó mới đi lên tiếp được. Còn cái kịch bản thứ hai dĩ nhiên là đối với anh chị đang cầm cổ thì sẽ không mong muốn, nhưng đối với anh chị đang cầm tiền thì sẽ mong muốn, đó là cái kịch bản thị trường điều chỉnh. Thì thị trường điều chỉnh thì dĩ nhiên là tốt cho tất cả mọi người ha. Tốt cho anh chị đang cầm tiền, rồi tốt cho thị trường nữa. Tại sao mình nói tốt cho thị trường? Tại vì khi mà nó cứ tăng liên tục và tăng sốc á, thì đến khi nó xảy ra những cái cú điều chỉnh nó sẽ chỉnh rất là mạnh anh chị nhé. Ấy, chúng ta nhìn cái giai đoạn mà năm 2020 nè, đi lên nè, nếu mà đi lên liên tục ha, chúng ta cũng thấy là những cái giai đoạn là thị trường đi lên liên tục 3 4 tuần thì chỉnh 2 tuần, sau đó thị trường tiếp tục đi lên 5 tuần tiếp theo ha, thì nó chỉnh đến cả 2 tháng, nó chỉnh đến 2 tháng. Dĩ nhiên là chỉnh xong rồi lại lên tiếp, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng khá tương đồng với giai đoạn này ha, đi lên 4 tuần liên tục, sau đó chỉnh 2 tuần, rồi đi lên 5 tuần liên tục và chỉnh kéo dài cả 2 tháng, sau đó thì nó cũng tiếp tục này đó, đi lên này, rồi nó xảy ra những cái cú điều chỉnh đó, 1 2 3 4 5 tuần liên tục này anh chị, rồi 1 2 3 4 5 tuần này chỉnh nhẹ này, 1 2 3 4 5 tuần chỉnh mạnh, rồi sau đó thì nó bước vào một giai đoạn nước rút xong rồi nó kéo dài 1 tháng chỉnh ha. Thị trường nó luôn luôn là như vậy nhé đó. Thì mình không có phải là lúc nào cũng hô là chỉnh anh chị, nhưng mà anh chị cần phải cẩn thận giai đoạn này. Chúng ta không biết là nó sẽ điều chỉnh bất cứ lúc nào ha. Cho nên nếu mà chúng ta hăng máu quá, say quá, say vì cái chiến thắng trên thị trường thì đôi lúc chúng ta sẽ trả giá. Ở đây trả giá là ở chỗ gì? Tại vì nếu mà anh chị mà đã mua hết, full hết cổ phiếu ở giai đoạn thấp, thị trường ở vùng 1030, 1050 thì đến bây giờ chẳng ai nói chúng ta say máu cả. Tại vì chúng ta đã có hàng hết rồi, và hàng thậm chí còn giá thấp. Cho nên chúng ta thấy khi thị trường uptrend, kể cả những cái cú điều chỉnh kéo dài 2 tháng hay là 1 tháng thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái cổ phiếu anh chị đang nắm, tại vì giá vốn chúng ta quá tốt, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta mới tham gia gần đây mà chúng ta rơi vào những cái cú điều chỉnh này thì chúng ta sẽ là người bị rủi ro. Dĩ nhiên là rủi ro trong ngắn hạn. Cái vấn đề là nhiều người sẽ chịu không được cái áp lực rủi ro đó và bán ra. Khi bán ra xong thì cổ phiếu nó tạo đáy, thị trường nó tạo đáy đi lên. Đấy, mọi người nhìn thì thấy, nhìn cái khung đồ thị tuần thì thấy ít, nhưng mà thực ra nhìn đồ thị ngày thì nó sẽ giảm khá là khốc liệt. Nhiều cổ phiếu nó nằm sàn. Đấy, cho nên chúng ta không biết được. Một cây sàn là 7%, 12 cây sàn là 15%, 15% đôi khi nhiều anh chị không chịu nổi. Và chúng ta cắt lỗ xong cổ phiếu tạo đáy đi lên ha, và thậm chí là có thể là còn giảm nhiều hơn 2 cây sàn nữa, thì chúng ta không biết. Cho nên mình muốn nhắc lại mọi người là lúc này thị trường nó có thể là điều chỉnh bất cứ lúc nào. Mình thì không có kỳ vọng giống như cái giai đoạn mà chỉnh 1 tháng này đâu,
mình kỳ vọng là chỉ chỉnh khoảng 2-3 tuần thôi, và mức chỉnh thì tương đối thôi ha, nếu xảy ra cú điều chỉnh đó. Đó thì đó là cái cơ hội cho anh chị đang cầm tiền, hoặc là cơ hội cho những anh chị nào đang cầm cổ phiếu tuy nhiên lên đến cái vùng 1.200, anh chị chốt lời bớt và chờ chỉnh để mua lại ha, thì đó là cơ hội. Rồi thì đối với thị trường á, luôn luôn là vậy, uptrend thì nó sẽ còn đi lên ha, còn đi lên, cho nên chỉnh thì chúng ta sẽ coi đó là cơ hội để mua vào, anh chị nhớ ha, canh những cái nhịp chỉnh để mua vào đó. Còn thị trường nó sẽ còn tiếp tục đi lên, tuy nhiên nếu mà chúng ta hỏi về ngắn hạn thì cái kháng cự tiếp theo nó sẽ là vùng 1.200, 1.205. Thứ nhất là kháng cự về con dao găm, thứ hai nó sẽ là kháng cự mà chúng ta có thể nhìn vào khung đồ thị tháng anh chị. Kháng cự này, cái vùng 1.200 chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời gian. Ở năm 2007, 2008 thị trường tạo đỉnh ở khu vực tiệm cận 1.200. Sau đó đến giai đoạn 2018 chúng ta cũng một lần nữa lên cái vùng 1.200 và không vượt được, đúng không? Và mãi đến khi nào? Mãi đến năm 2021 chúng ta mới vượt được cái đỉnh 1.200. Đấy. Tức là chúng ta mất bao nhiêu năm, và lúc đó thì mọi người cứ nói đi nói lại chế giễu thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, mất đến mười mấy năm mới vượt, đúng không? Từ 2010 2007 mà đến 2021 là mất 13 14 năm mới vượt. Sau khi vượt thì năm ngoái thì chúng ta lại tiếp tục mất cái mốc 1.200 trở lại đó. Cho nên cái mốc 1.200 này nó sẽ là một cái mốc tương đối quan trọng anh chị. Đó. Ngoài cái việc mà gặp kháng cự giao găm thì chúng ta không nói đến rồi ha. Thì cái mốc mà kháng cự về mặt tâm lý, tức là nhà đầu tư sẽ e ngại cái mốc 1.200 này đó, nhà đầu tư sẽ rất là e ngại, cho nên lên đến cái vùng đó thì khả năng cao là sẽ có một cái lực bán tương đối lớn ha, cho nên anh chị chú ý khi mà lên đến đó thì khả năng là thị trường có thể là nó sẽ rung lắc rất là mạnh đó, và chúng ta nên hạn chế FOMO khi thị trường tiệm cận ở những cái vùng đó. Ok, thì nói về vấn đề FOMO thì dĩ nhiên là cổ phiếu nào tăng nóng rồi hoặc là tăng quá nhiều thì chúng ta hạn chế đua. Tuy nhiên có một số cổ phiếu nó vẫn đang ở vùng nền, đang ở vùng tích lũy thì anh chị vẫn có thể mua được. Đó. Thì lúc này nha, lúc này thị trường nó đã kéo dài cái sự hưng phấn từ giai đoạn đầu tháng 7 cho đến giờ, tức là nó đã trải qua 3 tuần tăng điểm và đang kéo dài cái sự hưng phấn này. Cho nên mình vẫn nói là thị trường nó có thể là điều chỉnh bất cứ lúc nào ha. Đó. Thì nếu mà đo về target á, nếu anh chị có thể coi đây là một cái mô hình cốc tay cầm này, khi mà đi lên đó thị trường điều chỉnh, sau đó test nhẹ vượt đỉnh, test lại cái đỉnh, thì nếu mà chúng ta coi đây là một cái mô hình cái cốc thì chúng ta sẽ có một cái target anh chị, nó sẽ có một cái target, target của chúng ta nó sẽ ở đâu đó là đi lên đến quanh cái vùng 1.005 cho đến quanh quẩn cái mốc đó. Đó đây là cái target của chúng ta ha, đây là đi lên đến khoảng 1.005 đấy, 1.205 ha, thì nó cũng cùng với cái dao găm luôn, mọi người thấy không, mọi người thấy cái mẫu hình này không đấy, tức là nếu mà mình thấy một số nơi họ đang nói đây là cái cốc tay cầm thì ok, cũng có thể nó là cốc tay cầm ha. Thì đối với cốc tay cầm này, thực ra nó không có tay cầm, tay cầm thì nó không ấy, nhưng mà chúng ta có thể coi đây là một cái mô hình cốc có quay ha, một cái cốc có quay thì sau khi vượt xong á thì chúng ta đang thấy là nếu mà đo này, đo cái target này anh chị đó, thì sau khi nó vượt xong thì nó sẽ có target đi lên đâu đó ở khu vực trên này 1.205 cho đến khoảng 1.220 gì đó, thì mình không biết chính xác là thị trường nó sẽ ráng lên được đến đâu. Tuy nhiên thì khu vực quanh 1.205 thì chúng ta biết nó là một cái kháng cự khá cứng ha, một cái kháng cự khá cứng, vì vậy anh chị cần phải đề phòng. Cho nên đối với những cổ phiếu nào đã tăng nóng thì anh chị hạn chế mua, nhưng anh chị đang có hàng thì có quyền nắm giữ tiếp, hoặc là lên đến cái vùng cản 1.205 anh chị có thể chia ra chốt lời dần, thì cái đó là tùy cái việc anh chị muốn nắm giữ hay là chốt lời. Nếu mà chúng ta muốn nắm giữ toàn bộ cổ phiếu, chờ cổ phiếu chạy hết sóng cũng được, nhưng chúng ta cần phải nâng một cái mức chặn lại lên.
cổ phiếu tăng đến đâu thì chúng ta nâng chặt lại lên đó ha. Còn nếu mà chúng ta thấy cái vùng kháng cự 1.205 chúng ta muốn chốt lời một phần nào đó thì chúng ta có quyền chốt chờ điều chỉnh chúng ta mua lại, cái đó anh chị có thể quyết định. Nhưng cái việc mua mới thì mình khuyên là không nên mua mới đấy. Có những cổ phiếu nào mua được thì tụi mình sẽ báo anh chị ngay ha. Dĩ nhiên là khi mà thị trường đang ở một cái vùng cao thì cơ hội mua nó không nhiều, nhưng vẫn có. Điển hình là ngày hôm nay chúng ta có một số cổ phiếu ha. Đầu tiên đó là cái cổ phiếu mà mình nhắc đi nhắc lại đầu phiên ngày hôm nay, đó là Novaland chị. Hôm nay mọi người có thể thấy là Novaland nó có một cái cú rất out. Thì cái cú rất out này nó đã vượt qua cái đỉnh này anh chị, nó đã vượt những cái đỉnh này đấy. Và thậm chí là cái vùng này á, là một cái vùng mà mình đã vẽ trước, cái vùng tích lũy trước đó thì nó đã vượt trong ngày hôm nay. Nếu mà kéo dài đến bây giờ ha, đấy, kéo dài đến bây giờ thì anh chị có thể thấy nè, hôm nay chính thức nó vượt cái vùng này đấy, tức là cái đỉnh ngày trước 15.6. Thì chúng ta thấy rất nhiều lần gần đây, ví dụ như phiên ngày 13/6 nó cũng lên đến đó không vượt được, phiên ngày 28/6 tức là trong tháng 6 đã có hai lần muốn lên chinh phục cái đỉnh đó nhưng không vượt được ấy. Thì lần này là lần thứ ba chúng ta đã thấy vượt lên, và rõ ràng là trong tuần qua mình liên tục nói anh chị là hãy gom Novaland đi, hãy gom Novaland đi, và ai có Novaland thì đừng bán, đúng không? Và mình có nói hôm thứ sáu vượt trở lại 15 là phải mua, tại vì đôi khi nó cứ dập đội lái hoặc là nhà tạo lập họ cố tình đạp giá xuống để cho anh chị phải chán nản đến cùng cực. Nhìn qua hàng xóm thì hàng xóm cứ tăng, nhìn cổ phiếu chúng ta không tăng và chúng ta chán nản, chúng ta bán ra cắt lỗ hoặc là bán không có lãi và chúng ta đua những cái cổ phiếu khác, thì khi mà chúng ta bán ra hết thì tạo lập họ mới cho lên. Cho nên mình nhắc đi nhắc lại là kể cả cái việc mà anh chị muốn bán, nếu cổ phiếu quay trở lại chúng ta phải mua lại ngay, đừng để lỡ con sóng, đúng không chị? Mình có nói liên tục trong liên tục mấy phiên gần đây luôn, trong liên tục từ tuần trước nói liên tục luôn. Thì đối với Novaland ngày thứ sáu nó vượt quay trở lại trên cái mốc 15, mình đã nói rồi phải mua ha. Và ngày hôm nay là cái điểm mua gần như là điểm mua cuối cùng chị, khi mà nó vượt cái đỉnh 15.6 chúng ta phải mua ngay. Sáng nay thì mình có nói với khách hàng trong room mình là phải mua ngay ha, phải mua ngay Novaland, và mình dự kiến là ngày hôm nay Novaland nó sẽ bùng nổ chị đấy. Và mình cũng nhắc đi nhắc lại là Novaland nó sẽ là siêu sóng siêu cổ trong giai đoạn tới ha. Để sẽ chiếu cho anh chị một chút về cái tư vấn của mình trong ngày hôm nay đây. Ngày hôm nay thì mình có nói đây, sau một cái nói về thị trường ha, thì ngày hôm nay nè, kỳ vọng hôm nay sẽ là ngày của Novaland vượt đỉnh 15.6 nên là điểm mua gia tăng cuối cả nhà nhé. Tức là anh chị mua, anh chị phải mua ở cái gì, mua ở cái giá thấp nhất. Chúng ta mua là chúng ta phải mua ở cái giá khi còn thấp ha, chúng ta không có chờ đợi cổ phiếu nó tăng tăng mạnh rồi chúng ta mới đua vào đấy. Thì chúng ta phải mua ở cái giá thấp nhất có thể. Rồi tiếp theo là Novaland nó hết lửa đấy, thì cái lúc này là cái thời điểm đầu phiên sáng đã bảo rồi, kỳ vọng hôm nay là ngày của Novaland và phải mua khi nó vượt 15.6 là mua ngay lập tức đấy. Và rất nhiều khách hàng thì mình đã nói ha, và Novaland tím cả nhà đã vui chưa này đấy. Đúng nghĩa Novaland và Phát Đạt bị loại VN30 thì đều tăng mạnh đấy. Thậm chí ngày hôm nay mình có cho mua Lycosi nữa anh chị, mua từ sớm ha, mua từ sớm luôn. Thì cái việc mà Novaland mình cũng có nói từ trước này, sáng nay nè Novaland, từ những phiên trước á, cái lúc mà thông tin Novaland bị loại khỏi VN30 á, thì mình nói là việc này đã biết từ một tháng nay. Áp lực bán khi cơ cấu VN30 là có, tuy nhiên lượng bán ra sẽ không nhiều. So với giá trị giao dịch một phiên của hai cổ phiếu này thì chỉ là muỗi. Tức là lực bán ra nó chỉ là 7 triệu cổ phiếu, 8 triệu cổ phiếu thôi, không đáng kể. Một phiên hôm nay chúng ta thấy giao dịch đến gần 100 triệu cổ phiếu đúng không? Cho nên cổ phiếu nếu có chỉnh là do yếu tố thị trường chung chứ không phải lý do bị loại khỏi VN30. Đấy. Và rõ ràng là mình có nói anh chị mua liên tục Novaland đúng không? Phát Đạt thì đã mua từ trước rồi và đã chạy trước rồi. Bây giờ Novaland chưa chạy, lại nhắc anh chị, không nhắc anh chị đua Phát Đạt nữa nhưng mà nhắc anh chị phải mua Novaland đúng không? Đấy, chúng ta phải có chiến lược vậy. Mặc dù hai con chúng ta cùng
thấy nó là quan trọng, nhưng Phát Đạt đã cho anh chị mua trước, đã có một cái mức lợi nhuận lớn trong vòng 2 tháng nay 60% rồi. Thì bây giờ Novaland gần như nó đang ở chân sóng, chúng ta phải view qua Novaland, chúng ta phải chọn những cái cổ phiếu mà chưa tăng, chúng ta phải mua vào để hưởng cái siêu sóng sắp tới, đúng không anh chị? Đấy. Đó, mọi người thấy cái room mình chất lượng không? GMD chạy tiếp là lại 10%. Đấy. Ok, thì đó là những cái tư vấn của mình trong ngày hôm nay ha. Thì đối với một số anh chị vẫn còn hỏi là bây giờ còn mua được Novaland không? Thì chúng ta đang thấy là Novaland tím này, 2 giờ chiều lại hét lên Novaland tím. Và S đã nhắc đi nhắc lại vượt 15.6 là điểm mua cuối, cho nên nếu anh chị nào còn muốn mua thì tùy. Khả năng thì mình đánh giá là còn tăng dài. Tuy nhiên nếu có mua thì căn chỉnh mua sẽ tốt hơn so với việc mua đuổi. Đấy. Tức là sau khi tư vấn xong thì chốt lại với mọi người á là cái điểm mua an toàn và đẹp nha. Điểm mua an toàn và đẹp thì nó đã gần như là hết, tại vì mình nói vượt 15.6 là điểm mua an toàn và đẹp cuối cùng để anh chị mua. Nhưng nếu anh chị nào mà mua chưa đủ á thì mình đánh giá là nó sẽ còn tăng nhiều. Nó sẽ còn tăng nhiều. Nhưng để mà mọi người mua thì mọi người phải tự chủ động mua và chú ý là nên chọn những cái cú điều chỉnh để tham gia thì nó sẽ tốt nhất. Đối với Novaland thậm chí phiên hôm nay mình còn đánh giá hơn cái phiên mà rót out của Phát Đạt đợt trước. Đợt trước Phát Đạt nó có một cái cây rót out anh chị thấy là rơi vào cái ngày 30 tháng 5 ha. Phiên đó thì Phát Đạt nó cũng xảy ra một cái cú tăng rất mạnh, tuy nhiên cuối phiên nó không tăng trần được. Nó không tăng trần được, khối lượng nó cũng rất lớn ha. Và chính thức cái phiên rút out đó của Phát Đạt là vượt qua cái đỉnh 14.2 và cuối phiên nó đóng cửa 14.5. Và kể từ phiên đó đến bây giờ thì Phát Đạt nó là tăng được 60% ha. 60%. Thì mọi người thấy là kể từ phiên đó thì sau đó Phát Đạt nó sẽ còn tăng khá dài ha. Cho nên mình đánh giá là bây giờ cái phiên của Novaland ngày hôm nay nó rất giống Phát Đạt cái ngày 30 tháng 5. Thì mình đánh giá là Novaland nó sẽ còn tăng dài. Vấn đề là bây giờ mà anh chị muốn mua thì tùy anh chị thôi, chủ động canh được những cái giá tốt nhất để chúng ta vào. Còn mình không biết là nó sẽ chỉnh về bao nhiêu ha, hay là nó có chỉnh hay không, hay là nó sẽ tăng tiếp vài phiên nó mới chỉnh. Nói chung là cổ phiếu sẽ chỉnh, nhưng mà vấn đề là sau phiên ngày hôm nay thì nó sẽ có những trường hợp ngày mai nó chỉnh luôn thì rất là dễ để anh chị mua. Còn nếu mà trường hợp ngày mai không chỉnh mà tăng luôn, hoặc là ngày mốt tăng nữa rồi đến cuối tuần nó mới chỉnh thì cái đó lại khó mua. Cho nên tùy vào anh chị thôi. Nếu mà chúng ta muốn đua thì chúng ta nên phân bổ tỷ trọng ra để tham gia ha. Tức là những cái lệnh mà mua đuổi thì mình sẽ không khuyến nghị. Cái điểm mua 15.6 là cái điểm mua gần như là đẹp và mình là khuyến nghị. Nhắc đi nhắc lại là điểm mua nên là điểm mua cuối cùng. Đó. Thì dĩ nhiên là lên vùng giá cao thì mình vẫn kỳ vọng là con này nó sẽ còn thậm chí là lên đến 18 và 20 cơ. Đấy, thậm chí cao hơn nữa cơ. Nhưng cái điểm mua thì không còn là điểm mua đẹp, thì anh chị có thể cân nhắc ha. Về phía kỳ vọng thì mình chỉ nói một điều thôi, đó là kỳ vọng Novaland nó sẽ còn tăng mạnh. Điểm mua ngày hôm nay nó chỉ là một cái cú rất out thôi, xác nhận vào sóng thôi anh chị. Đó, tức là cơ hội nó sẽ còn còn nhiều, đó, cơ hội còn nhiều. Ok, thì đó là một cái cổ phiếu Novaland ngày hôm nay. Nếu mà anh chị nào sở hữu thì mình chúc mừng. Còn nếu anh chị nào chưa có thì mọi người hãy có thể chủ động tự tìm điểm vào ha. Cổ phiếu tiếp theo ngày hôm nay mình cho mua đó là Ligoji. Đó, trong tuần trước thì nhiều anh chị hỏi hỏi bán, nhưng mà tuần trước Ligoji nó vẫn cứ ở hỗ trợ. Mình nhắc đi nhắc lại là ở hỗ trợ này có thể mua, không có bán, chừng nào gãy mới bán, không gãy không bán ha. Thì Ligoji nó cũng đã có một cái giai đoạn tích lũy ở khu vực quanh hỗ trợ này đến cả 2 tháng. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay mình cho mua Ligoji quanh giá 14 anh chị. Mở cửa ra là mua ha. Thì mua Ligoji đến cuối phiên nó tăng được gần 6%, nó cũng khá tốt. Và mình kỳ vọng là Ligoji này nó sẽ còn tăng nữa. Có thể là lên đâu đó tầm vùng 16 thậm chí là 18 thì mình mới bán. Đấy. Sẽ còn dự kiến là tăng nữa ha. Cái cổ phiếu tiếp theo mà anh chị cũng có thể chú ý trong giai đoạn tới đó là PVD, ngày hôm nay cũng cho mua PVD. PVD thì hôm nay tăng nhẹ thôi 2,4%. Thì về cái đồ thị của PVD thì không đẹp bằng hai cổ phiếu kia Novaland và Ligoji. Tuy nhiên thì mình dự đoán là có thể sắp tới PVD nó sẽ có một cái cú tăng trong ngắn hạn, có thể là kéo dài từ 5 cho đến 8 phiên. Khi mà cái báo cáo tài chính của PVD sắp được công bố ra
thì có thể nó sẽ là một cái báo cáo tài chính tích cực. Tại vì cùng kỳ năm ngoái thì PVD nó có một cái báo cáo rất là xấu, cho nên năm nay nó sẽ dự kiến là có một cái báo cáo đẹp. Và báo cáo quý 2 này là báo cáo có kiểm toán, cho nên khi mà báo cáo ra thì kỳ vọng là các cổ phiếu dầu khí nó sẽ có nhịp tăng ngắn hạn nữa. Cho nên hôm nay là một cái phiên mà mình có cho mua tiếp PVD ha. Ok, thì dĩ nhiên là anh chị nào mà tham gia thì cũng vẫn tham gia được. Nhưng chú ý, cổ phiếu này nó đang có một cái nền tích lũy quanh cái giá 24.8 là cái đáy. Cho nên nếu anh chị tham gia thì chúng ta sẽ phải bán, trường hợp xấu nhất gãy dưới 24.8. Còn nếu mà không gãy thì anh chị cứ yên tâm, có thể là trong tuần này hoặc tuần sau PVD nó sẽ có một cái cú tăng đủ để cho chúng ta chốt lời ha. Ok, thì đó là ba cái cổ phiếu mà báo mọi người mua ngày hôm nay. Ngoài ra là ITA hôm nay cũng là một cổ phiếu tốt và cũng báo mọi người mua vào lúc phiên chiều ha. Cái thời điểm đó thì ITA chưa chạy mấy. Đó, thì khi mà ITA nó chưa chạy mấy thì đã báo và cuối phiên nó cũng đã tăng trần. Thì cổ phiếu này dự kiến là nó sẽ còn tăng ít nhất là đến cái vùng giá 6, thậm chí là lên đến quanh đỉnh 6.5. Cho nên đối với ITA thì anh chị nào muốn tham gia thì căn ngày mai chỉnh thì có thể mua được ha. Nó dĩ nhiên là đợi mà nó chỉnh về quanh 5.5 thì khó, cho nên đâu đó là năm cái vùng 5.5 5.6 anh chị có thể mua được. Ok, thì đó là cổ phiếu này ha. Thì một số cổ phiếu mà ngày hôm nay tích cực đối thị trường và có thể mua được thì mình vừa liệt kê cho anh chị. Dĩ nhiên là còn một vài cổ phiếu khác, tuy nhiên thì giai đoạn này chúng ta đánh trọng tâm, tại vì thị trường thì nó đang ở cái vùng rủi ro cao, cho nên chúng ta cố gắng đánh trọng tâm, và nếu mà cổ phiếu nào mà sai thì chúng ta sẽ xử lý ngay anh chị nhé, xử lý ngay. Tuy nhiên thì lúc này mình đang thấy là thị trường có thể nó sẽ còn cố rướn lên, cho nên chúng ta hãy tập trung vào cổ phiếu của mình ha. Nếu mà chúng ta đang có cổ phiếu, chúng ta cứ tập trung. Nếu cổ phiếu chưa vấn đề gì anh chị có thể tiếp tục gầu. Nếu cổ phiếu có điểm mua tốt thì anh chị có thể mua, hạn chế FOMO thôi, đừng có mua đuổi, đừng có nôn nóng quá. Và mua trong giai đoạn này chúng ta nên ưu tiên những cái cổ phiếu như mình vừa nói, có một nền tích lũy đủ tốt, đủ dài, và quan trọng là ở cái hỗ trợ tốt, ở hỗ trợ rất là cứng thì chúng ta tham gia vào ha. Và đó là kết quả của mình tư vấn cho khách hàng trong ngày hôm nay. Ok, thì Tùng sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà trong trường hợp ngày mai có cổ phiếu nào có điểm mua thì mình sẽ báo anh chị tham gia tiếp ha. Chúc anh chị có một buổi chiều tối vui vẻ, và chắc là ngày hôm nay ai đang sở hữu Novaland, Likuji, ITA thì đều rất vui. Thì nếu anh chị chưa sở hữu những cái cổ phiếu này, hãy liên lạc với Tùng theo số điện thoại trên màn hình ngay lập tức. Chúng ta sẽ còn những cái cơ hội sắp tới anh chị, kể cả thị trường chỉnh hay không chỉnh. Cái sóng cuối năm vẫn là một cái sóng rất mạnh và cơ hội rất là lớn. Mọi người hãy về với Tùng ngay lập tức, ngay từ thời điểm này. Và đừng quên liên lạc theo số điện thoại 0902 986 119 để chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau. Kết thúc video thì mọi người cho Tùng xin một like, một share ha. Và hãy để lại comment, bình luận, thả tim và để lại cảm nghĩ của anh chị sau khi kết thúc video ở bên dưới phần bình luận ngay dưới video này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye cả nhà.